Thưa quý vị và các bạn, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều có lịch sử lâu đời, là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, mang tính cộng đồng cao. Bởi vậy, việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống là hướng đi quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Làng rèn Lý Nhân, hay còn gọi là làng rèn Bàn Mạch, thuộc xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường. Từ xa xưa, nơi đây nổi tiếng với những sản phẩm gang thép, đặc biệt là các loại dao. Trong nền kinh tế hội nhập mở cửa của thời đại mới, những sản phẩm với mẫu mã đa dạng, đẹp mắt từ nước ngoài tràn vào khiến rất nhiều làng nghề rèn bị mai một. Thế nhưng, những sản phẩm đến từ làng rèn Lý Nhân vẫn bền bỉ, tồn tại và phát triển. Nghề rèn Lý Nhân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là làng nghề truyền thống năm 2006. Dù có rất nhiều nhà sử học đến tìm hiểu và nghiên cứu về nguồn gốc của làng rèn, mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Ngay cả những người dân trong làng cũng không ai biết rõ nghề rèn bắt đầu từ bao giờ, nhưng trong suốt hàng trăm năm qua, nghề rèn vẫn được cha truyền con nối, âm thầm bền bỉ phát triển mà không hề bị mai một. Cái nghề này thì nó vất vả, thế nhưng mà so với cái làm nông nghiệp ấy thì nó cũng hơn. Thế thành ra là chỉ để một bộ phận nhỏ là đi làm nông nghiệp thôi. Ông Trần Văn Trọng đã dành gần cả một đời mình để gắn bó với nghề rèn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lò rèn của ông lúc nào cũng đỏ lửa. Đôi bàn tay thô ráp đã gắn bó với cái đe, cây búa suốt mấy chục năm qua, nên nghề rèn không chỉ là kế sinh nhai cho gia đình mà còn đi sâu vào tiềm thức của ông. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn gắn bó với nghề rèn với khao khát cháy bỏng truyền lại nghề truyền thống của cha ông đến với con cháu đời sau để nghề rèn không bị đứt đoạn. Thế hệ chúng tôi là già mất rồi, muốn giữ lại cái truyền thống của làng này thì tôi muốn truyền lại cho con cháu anh em rồi là bạn bè. Thế rồi hàng năm đấy thì xã cũng tổ chức những cái lớp học truyền nghề cho thế hệ trẻ, thì tôi cũng tham gia làm giáo viên giảng dạy cho các cháu mỗi 2 năm một khóa. Thế thì thường thì khi xuyên là chính quyền xã có tổ chức thì yêu cầu tôi, thì tôi cũng rất là nhiệt tình thầy giáo để giảng dạy cho các cháu. Đặc biệt, khi xã Lý Nhân bắt tay vào xây dựng nông thôn mới và làng văn hóa kiểu mẫu thôn Bàn Mạch, nghề rèn Lý Nhân lại có thêm cơ hội để quảng bá và phát triển hơn nữa. Làng nghề rèn nơi đây cứ thế tồn tại, theo cha truyền con nối, dù lúc thịnh, lúc suy, nhưng dường như người làng rèn Lý Nhân chưa một ngày dừng tay búa. Sắt và thép cứ thế được tôi luyện để ra thành phẩm phục vụ người dân khắp nơi. Hiện nay cái sản phẩm của nghề rèn của Lý Nhân chúng tôi đã bươn trải khắp các thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt là cái thu nhập của những hộ làm nghề rèn cũng là giải quyết công ăn việc làm tại chỗ. Và thu nhập của xã Lý Nhân hiện nay riêng về tiểu thủ công nghiệp đã chiếm tới 80% tỷ trọng phát triển kinh tế. Từ một làng nghề truyền thống nhỏ, làng rèn Lý Nhân đã phát triển mạnh bằng sự khẳng định chất lượng và lòng tin của người tiêu dùng. Giờ đây, rèn Lý Nhân không chỉ đơn thuần mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Vâng, thưa quý vị, các sản phẩm của nghề rèn ở Lý Nhân được nhiều người ưa dùng là bởi chất lượng của nó. Mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ bằng sức lao động miệt mài, bền bỉ của những người thợ lành nghề, mà ở đó còn chứa đựng cả tình yêu, tâm huyết, quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống của người dân thôn Bàn Mạch. Từ quyết tâm giữ nghề của những bậc tiền bối, nhiều người trẻ ở Lý Nhân đã đưa công nghệ 4.0 để phát triển nghề rèn, góp phần đưa các sản phẩm rèn Lý Nhân vươn xa, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Cơ sở sản xuất này mỗi ngày tiêu thụ hàng vạn sản phẩm rèn nhờ có sự hỗ trợ của máy móc và phương thức bán hàng hiện đại. Nếu như trước đây, các sản phẩm được chế tác từ lò rèn của nhà anh Trần Văn Trọng cũng như hầu hết các hộ làm nghề trong thôn Bàn Mạch đều tiêu thụ theo phương thức truyền thống, thì nay các kênh tiêu thụ sản phẩm đã đa dạng hơn. Hiện nay, các sản phẩm do xưởng rèn của gia đình anh làm ra đã được bán trên rất nhiều nền tảng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Doanh số bán hàng vì thế cũng tăng rất nhiều so với phương thức cũ. Sản phẩm rèn Lý Nhân cũng nhờ đó mà được nhiều người biết đến hơn. Hơn một năm nay thì mình cũng xây dựng lên theo một cái xu hướng chung là bán hàng mình tự sản xuất và tự bán đến tận tay bà con, đến tận tay người tiêu dùng. Là mình theo cái xu hướng chung là mình
tham gia vào các sàn trang mạng điện tử đấy, để mình bán trên những các sàn ví dụ như là Facebook này, TikTok này, hay Shopee, hay là bên cạnh đấy nó còn nhiều ví dụ YouTube với Lazada hoặc là Zalo đấy, thì nó cũng có một cái hướng phát triển rất là mới. Tôi rất muốn là cái nghề này qua cái thế hệ của mình, cái thế hệ lớp trẻ sau này cũng vậy, cố gắng là gìn giữ. Trải qua bao biến cố thăng trầm, nhưng nghề rèn Lý Nhân vẫn đứng vững, bởi người làm nghề rèn Lý Nhân ngoài nhanh tay nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, còn tích cực đầu tư máy móc hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Là nghề truyền thống, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa dân tộc được bồi đắp theo bề dày lịch sử, sản sinh và lưu giữ những giá trị văn hóa, tinh thần đặc sắc của dân tộc. Mỗi làng nghề không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là chỉ dấu văn hóa định danh cho một vùng đất. Trải qua hàng trăm năm, tên nghề được gắn chặt với tên làng, trở thành những địa danh nổi tiếng như làng gốm Hương Canh, làng mộc An Tường, làng rèn Lý Nhân. Chính vì vậy, phát triển làng nghề không chỉ là phát triển kinh tế mà còn góp phần đắc lực vào việc giữ gìn văn hóa của dân tộc. Du lịch làng nghề truyền thống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vô vàn sản phẩm độc đáo, tinh xảo với vẻ đẹp rất riêng. Trước bao biến thiên thời gian, dù nhịp sống hiện đại của thành phố đang dần len lỏi vào nông thôn, thì các làng nghề nay có bước chuyển mình mạnh mẽ và trở thành một trong những nét hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Có một làng nghề gốm tuổi đời gần 300 năm. Trải qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử, đến nay, nghề gốm nơi đây vẫn giữ được những nét tinh túy vốn có. Không lộng lẫy, cầu kỳ với những men màu khác lạ, nhưng lại mang vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Toát lên từ mỗi tác phẩm là vẻ đẹp của hồn quê và tâm huyết người nghệ nhân. Đó là nghề gốm Hương Canh. Hương Canh thì được một cái trời phú cho một cái nguồn nguyên liệu. Nó là một cái sự trầm tích của thời gian. Thì cái nguồn đất nó lắng cuối dòng, thì nó lắng động lại được toàn bộ những cái hạt mịn của sét. Thì trong cái yếu tố hạt mịn đó thì nó nhiều những cái thành phần oxit, ví dụ như oxit kim loại sắt này là nhiều ở trong cái gốm Hương Canh này và mangan. Thì những cái yếu tố đó, kim loại đó nó tạo thành tự theo cái môi trường tự nhiên, thì gặp được nhiệt độ cao thì nó ra một cái dòng gốm là gốm sành. Không như gốm của những làng gốm nổi tiếng khác trong nước, gốm Hương Canh mang đậm hơi thở của cuộc sống sinh hoạt bình dị hàng ngày. Văn hoa của gốm Hương Canh đơn giản và gần gũi với đời thường. Ngày nay, các nghệ nhân Hương Canh cũng đã có nhiều sáng tạo khi đưa những mẫu hoa văn trang trí làm đẹp và phong phú thêm cho các sản phẩm gốm, đặc biệt là gốm thủ công mỹ nghệ. Người thợ gốm và nghệ nhân Hương Canh còn gửi gắm hồn quê mộc mạc qua hình ảnh thân thuộc của quê hương mình trên các sản phẩm gốm truyền thống với những nét vẽ đơn giản, không quá trau chuốt nhưng lại hết sức chân thực và đầy tính sáng tạo. Rất nhiều làng nghề của Việt Nam mình đều tạo hình một màn xoay, nhưng Hương Canh là nó cấu tạo được cái đất sét, nó trầm tích nên cái độ dẻo nó lớn, tức là cái hàm lượng béo ở trong đất nó lớn, nên chúng tôi có thể tạo được những cái sản phẩm có độ mỏng nó rất mỏng. Để mang nghệ thuật gốm Hương Canh đến gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng, những nghệ nhân thợ gốm nơi đây đã tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm làng gốm và đầu tư tham gia các triển lãm nghệ thuật. Để vực lại sức sống của một làng nghề, họ vừa thiết kế, vừa lo thị trường đầu ra cho các sản phẩm gốm. Khó khăn còn nhiều, nhưng với mong muốn giữ lửa nghề gốm, họ vẫn đang kiên trì theo đuổi để đưa gốm Hương Canh tới gần hơn người tiêu dùng, để lửa lò gốm sẽ còn cháy mãi. Ba đời nhà tôi là từ ông, bố mẹ và đến đời tôi thì đều có chung một cái nhiệt huyết và một cái dòng máu là tình yêu với cả đất và nghề truyền thống. Nó là một cái, nó gần như là cái cốt lõi của một cái việc mình xây dựng một cái nghề. Đến khi mà mình nhận ra một thêm một cái yếu tố nữa để mà phát triển được nghề thì cái lớn là gì, là trong tất cả mọi mặt hàng, mọi lĩnh vực thì cái thương hiệu là cái rất là quan trọng. Thì chúng tôi tự dưng đã được thừa hưởng của các cụ chúng tôi để lại, đó là chính gốm Hương Canh, mà chúng tôi không phải gây dựng một cái thương hiệu gốm Canh nữa. Đã xác định được hai cái điều đó thì làm thế nào để đưa cái gốm Hương Canh nó trở thành một cái nghề đích thực và sống được bằng nghề thì nó là cái trách nhiệm của thế hệ trẻ. Phát triển du lịch làng nghề
được coi là giải pháp quan trọng trong gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho khu vực nông thôn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Vĩnh Phúc là một tỉnh có nhiều tiềm năng về làng nghề. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa được chú trọng đầu tư, phát triển để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Để thực hiện được điều này, cần nhiều giải pháp đồng bộ, khắc phục khó khăn, đưa làng nghề ở Vĩnh Phúc trở thành một trong những mũi nhọn trong phát triển du lịch tỉnh nhà. Để phát triển các sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu Vĩnh Phúc sẽ hình thành 24 cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống. Cùng với đó, Sở đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công gắn giới thiệu quảng bá sản phẩm làng nghề với du lịch. Quan tâm phát triển làng nghề truyền thống chính là cánh cửa mở ra cho việc phát triển du lịch văn hóa. Dẫu còn nhiều gian nan cho hành trình trở lại hưng thịnh của các làng nghề truyền thống khi xưa, song mạch nguồn của các làng nghề ấy vẫn bền bỉ chảy cùng thời gian và đang hồi sinh trở lại bởi chính những người giữ nghề bằng tình yêu, niềm đam mê gắn bó với quê hương.